Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà 40m², vị trí là cuối khu đô thị Đô Nghĩa. Với cái căn nhà này thì rất là gần với trường đại học Phenica, gần với lại công viên âm nhạc, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, giao thông đi lại thuận tiện. Diện tích 40m², hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà 2,5m, cách với lại đường ô tô một nhà là sát với đường ô tô, giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị đi theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài thì quý vị có thể lên tận được tới Láng và ngã tư Sở với cái vị trí ngôi nhà này mọi người nhé. Đường thông thoáng, giao thông đi lại thuận tiện. Vị trí cụ thể là thuộc tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, và với cái căn nhà 40m này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn cho quý vị. Căn nhà này thì vừa mới dọn dẹp xong là Ngọc Ánh lập tức qua để quay giới thiệu cho mọi người. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính, và diện tích rộng cho nên cái ngôi nhà này thiết kế vô cùng hợp lý cho mọi người nhé. Đấy, đây là phần tầng 1 nơi Ngọc Ánh đang đứng, thiết kế phòng khách riêng, phòng bếp riêng cho quý vị. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì hoàn thiện cơ bản xong 100% rồi, chỉ việc xách vali về và ở. Tầng 1 thiết kế ở đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Vị trí đường ngõ nông, ô tô rất là gần. Và cách có đúng một nhà là ra tới đường ô tô thôi mọi người ạ. Còn từ vị trí này mà cách với trường đại học Phenica thì nó rơi khoảng tầm 1,5 cây thôi. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà diện tích rộng cho nên thiết kế mọi cái công năng rất là hợp lý nha mọi người. Với cái căn nhà này là diện tích 40m. Đây là cái phần không gian bếp của ngôi nhà, vô cùng thoáng. Đây. Với cái phần không gian bếp này thì quý vị có thể kê cho ngoài ở đây một bộ bàn ghế ăn rất chi là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao ở đây. Và phần ở bếp này có một cái chiếc cửa sổ nhỏ nhắn ở đây để mở ra lấy không khí vào trong không gian bếp. Và với cái phần tủ bếp thì thiết kế ở đây là tủ gỗ. Đó, mặt bếp thì ốp đá. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp thì còn kính ốp bếp nữa, nhưng mà chủ nhà thì hiện tại là chưa lắp thôi quý vị nhá. Và ở đây là chậu rửa, vòi rửa, tóc lắp đặt xong hết cho quý vị rồi. Hệ thống tủ bếp đầy đủ, đúng như là cái ngăn nhà này là có thể dọn đồ về ở luôn. Xung quanh tiện ích chợ trường, phường trạm đầy đủ cho quý vị. Từ mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2 đều cách bán kính của ngôi nhà này 1 km quay trở lại thôi. Và với cái căn nhà này hiện tại chủ đang chào với giá 3.200.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu mọi người nhé. Tại thời điểm này lãi suất ngân hàng đang cho quý vị vay, hỗ trợ quý vị vay giá rất là hợp lý. Đợt vừa rồi đồng loạt là bên ngân hàng giảm lãi suất, và hiện tại bây giờ thấp nhất nó rơi vào khoảng tầm 10% của bên BIDV quý vị nha, đến từ những cái ngân hàng uy tín nhất, ngân hàng nhà nước, để cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Tầng 1 ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh tương đối là rộng ở phía tầng 1, đầy đủ với bồn cầu cũng như là lavabo, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với những cái căn diện tích rộng ấy, thì thiết kế nó rất là hợp lý quý vị ạ. Nếu như quý vị nào mà đang có những cái lô đất 40, 42, 43m mà chưa biết thiết kế như thế nào thì có thể tham khảo video này. Ngoài ra bên Nhà Tốt thì cũng có liên kết với lại bên xây dựng, nên là cũng có cái nhận về cái hợp đồng cũng như là thiết kế nhà và chọn gói thi công cho quý vị nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 này, cổ trụ này, tay vịn thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc, cổ bậc thì là ốp đá đen cổ trắng. Phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì có cái vách lam gỗ ở đây. Thiết kế giá là khá là hợp lý ở đây mọi người ạ. Với cái diện tích 40 thì cũng không phải là quá rộng, tuy nhiên cái công năng sử dụng và cái phần thiết kế thì Ngọc Ánh thấy khá là tương đối. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì trên tầng 2, tầng 3 thiết kế giống nhau quý vị nhé. Đây là phần phòng ngủ tầng 2, phía bên trong đầy đủ cửa sổ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Ngoài ra chủ nhà có lắp đặt cho mình ở đây một tủ quần áo. Đây mọi người ạ, một tủ quần áo âm tường rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Và cái căn phòng này vuông vắn, nhỏ nhắn, hợp lý.
Hành lang cũng được lát sàn gỗ đây quý vị nha. Và phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào đang hợp hướng Tây Bắc mà lại tìm diện tích rộng, lại gần với trường đại học Phenica thì cái căn nhà này tương đối là hợp lý và ổn tại thời điểm này mọi người nhé. Tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng, phòng nào cũng vậy, phòng trước, phòng trong đều thế, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Đấy, với căn nhà này chủ nhà cũng có làm cách điệu đi một chút, làm ở đây hai cái kệ hai bên mọi người ạ, để quý vị có thể để đồ cũng như là trang trí. Đó. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Nếu như mà quý vị hỏi rằng cái vị trí này đi theo cái cung đường nào là hợp lý nhất thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ là cái cung đường này mà đến được ngôi nhà này thì nó gần như cuối khu đô thị Đô Nghĩa, cuối với đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài mọi người ạ. Nếu như mà đi từ trên Láng thì cứ theo trục đường Lê Văn Lương là đi thẳng xuống thôi. Đường nó rất là thông thoáng và gần như không bao giờ bị tắc đường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mà quý vị mà mong muốn đi sang bên đường Quang Trung thì nó cũng có rất là nhiều đường để đi sang đó, cũng rất là hợp lý. Và với cái vị trí này thì nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 3 cây mọi người nhé, 2,5 km thôi. Nói chung là cũng tương đối ổn. Và với phòng vệ sinh thiết kế giữa của hai căn phòng ngủ đây, tương đối là rộng. Phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ về cái hệ thống sen cây tắm, bồn cầu, lavabo cho quý vị. Hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ, điện EVN Hà Nội và nước sạch sông Đà quý vị nhé. Đó, đây là phần tầng 2, mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà 40m này, thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, nhà vệ sinh ở giữa. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế vuông vắn, ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này đúng như theo hiện trạng, quý vị chỉ việc xách vali về và ở, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được ngay, công năng quá là ok. Đây, phần tầng 3 được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng thiết kế một chiếc tủ âm trần cho quý vị. Tủ 3 cánh rất là hợp lý đây mọi người nhé. Đấy. Và phần còn lại tầng 4 thiết kế ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể khám phá nốt cái căn nhà này. Nếu như quý vị nào có đất của anh đã chia sẻ rồi mà chưa biết thiết kế ra sao thì cũng liên hệ ngay với lại bên nhà tốt nhé. Và mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Với phần tầng 4, Ngọc Anh hiện tại đang đứng ở đây thì có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đồng thời ngoài cái ô giếng trời này thì chủ nhà có lắp thêm cho mình một chiếc cửa sổ ở đây nữa, vô cùng là thoáng. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị như sau: một khu vực để máy giặt riêng, đây, sàn thoát nước, ống chờ, đầu chờ, điện, mọi cái. Và phần trên tầng 4 thì chủ nhà có thiết kế cho mình ở đây là phần phòng thờ quý vị nhé. Đây là không gian phòng thờ. Cái này bởi vì ở dưới đã có 4 phòng ngủ rồi cho nên chủ nhà cố tình thiết kế ở trên này một phòng tương đối rộng để quý vị có thể thiết kế phòng thờ riêng. Phòng nào cũng ánh sáng tự nhiên ngập tràn. Và phần còn lại là phần sân phơi. Thì đây, sân phơi rất là rộng cho quý vị nhé. Đây, sân phơi siêu rộng. Đó. Và Ngọc Anh xin chia sẻ với mọi người, với cái căn nhà 40m này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay vị trí đã chia sẻ rồi, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để có thể được tư vấn và đi xem nhà miễn phí. Đồng thời mọi người có thể có rất nhiều lựa chọn bởi vì bên quỹ căn nhà của nhà tốt còn rất là nhiều căn, cho nên mọi người không lo là đến với nhà tốt là không mua được nhà mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.